Mai Vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái buổi sáng ngày 25 tháng 2 năm Tân Sửu. Cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay là bón phân chu kỳ 1 hữu cơ cho cây mai sau khi ăn Tết xong sạc tàn. Thì đối với những cây mai mà mình sạc tàn sau Tết thì tôi sẽ đưa cái lượng phân hữu cơ cho cây mai, thì y như cái lời hứa với các bạn là cái clip tôi thì chỉ chia sẻ cho những anh bạn, đây là sự thật luôn. Tôi cũng mới chơi những anh bạn mới chơi mai và một hai cây mai nhà, do đó nên là tôi cái quan trọng là gì, cái thực tế ở trên cây mai của tôi vậy thôi. Tôi chỉ bảo chứng cây mai của tôi hư thì các bạn hư. Thì bây giờ mình xem lại những cây mai mà tôi chừa râu dế đây, và không phải riêng những cây mai mà tôi chia sẻ hợp những cây mai này, thì các bạn thấy cái mầm đọt này ra này, trong vòng 12 ngày thôi, đúng không các bạn? Đây thì nó ra nè, đây các bạn thấy không? Thì như cái cách tôi đã loại bỏ tôi chia sẻ rồi ha. Thì bây giờ là mình trở lại cái tiêu đề chính ngày hôm nay. Thì hôm nay là thực tế là tôi bón cái phân hữu cơ định kỳ chu kỳ 1 cho cây mai của tôi. Tại vì tôi có hai trường hợp để chia sẻ. Tôi chia sẻ lại là những cây mai này là cây mai sau khi ăn Tết và tôi sạc tàn. Là thôi mình khỏi nói lý do ha. Và cây mai này là tôi sạc tàn sau khi phục hồi sạc tàn. Tôi có hai dạng để tôi chia sẻ đến tất cả các bạn. Thì bây giờ nhắc lại để các bạn xem sao các bạn không hiểu là tại sao có hai cái thành phần như vậy. Đây là những cây mai nuôi trực tiếp ở ngoài nắng sau khi cho bông Tết xong sạc tàn, và những cây mai này là những cây mai nuôi trong nhà để quá lâu trong nhà và cái gì phục hồi rồi sạc tàn. Thì các bạn thấy bây giờ có khi tôi chia sẻ có những cái bông vậy thì các bạn hỏi có nên lặt hay không? Lặt các bạn, nhưng để chút xíu được bạn, đây là cũng cái cách để vận hành cái bông này khi nó phát triển bình thường. Thì đây là cũng cái cách để cho cái cành này nó vận hành để nó nuôi này, tức là cũng là cái cách gì vận hành vận chuyển cái nước nó đem đến cành, làm cho cái cành này nó không bị khô. Thì thôi bây giờ mình để đây, mình ngắm cái rồi mình bỏ các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi chia sẻ ra cái phần tiêu đề này. Thì sau khi mà ăn Tết xong sạc tàn thì những cây mai của tôi cũng làm theo cách này các bạn, là chừa râu dế. Thì có những bạn bình luận như thế này á, cũng tôi đồng ý liền. Đây là tôi chia sẻ là bà là nói là tôi những cái cách này chỉ cho những người mới chơi tập chơi mai mà thôi, tôi đồng tình liền. Và chính bản thân tôi cũng làm theo cái cách này nha các bạn. Mình tập chơi mai nó không cần chờ đợi, cái đó là các bạn yên tâm. Và đây là những cây mai mà tôi chừa râu dế, và những cây này do mình tập chơi sau Tết sạc tàn, tôi rảnh chừa cái râu dế và hiện nay nó hình thành như thế này đây. Thì được các bạn thấy chưa, đâu có gì đâu, đây là cái râu dế. Thì mình không xài thì mình cắt đây, tôi chia sẻ rồi, cắt bỏ đây ha, mình lấy cái cành mới. Thì tôi cũng áp dụng lấy cái râu dế các bạn, thì từ cái râu dế nó sẽ hình thành cái này. Thì bây giờ tôi bón phân nè, tôi chia sẻ hai phần. Một phần là sau Tết sạc tàn, ăn Tết xong sạc tàn thì hiện nay nó có những cây mai như thế này. Thì bây giờ tôi bón phân nè, cái vừa rồi là tôi đưa cái phần vô cơ, tức là đáp hay là DAB 18460, nó không có kali. Thì bây giờ tôi là cái gì các bạn, tôi chỉ cái này nó không mới mà nó trùng lắp từ năm rồi tới năm nay. Nhưng cái gì thực tế trên cây mai của tôi và những cây mai này các bạn thấy định vị ha, tôi sẽ chia sẻ các bạn xuyên suốt tới Tết, bệnh hư cũng chia sẻ luôn. Đây là những cây mai y như năm rồi, tôi để những cái thành phần cây mai chia sẻ. Thì bây giờ mình đưa nè cái phân gà này hoặc là cái bánh dầu. Thì bây giờ là các bạn thấy nè, nó y như những clip cũ các bạn. Nhưng cái gì, một lần nữa tôi nói là thực tế trên những cây mai của tôi, cây mai của tôi hư thì các bạn hư,
Và một lần nữa là đối với các bạn mới chơi mai và chơi một hai cây mai nhà, thì cái chu kỳ 1 từ tháng giêng đi ha, mình lấy đại cái mốc tới cuối tháng 5 đầu 6 tôi gọi là chu kỳ 1, thì tôi bón một cử, cái này là phân gà nén hay là bánh dầu cũng được các bạn, quanh từ 25 đến 30 thì tôi bón một nắm vậy. Đây là cái chu kỳ. Rồi tôi sẽ bón. Và cái gì các bạn, nửa tháng sau mình bón cái phần đáp, cứ y như vậy là suốt cái chu kỳ mà thôi. Thì tôi nói trước vậy. Thì đây là tôi bón thực tế, chia sẻ trên cái cây mai của tôi, quanh 25 tới 30. Thì đây, chỉ có thực tế thôi các bạn ơi, chứ cái tôi làm thì nó cũng trùng lắp dữ lắm. Đây nè. Rồi được chưa? Đó là cái phần phân tôi sẽ chia sẻ. Tới đợt phân là tôi chia sẻ. Và hôm qua tôi chia sẻ là đối với những cây mai này phục hồi rồi mới sạc tàn, ngày 13 tháng 2 năm Tân Sửu, để cho cái bộ lá này nó ra, cho nó lụa đi, rồi mình sẽ đưa cái phần hữu cơ là thức ăn nhẹ vô. Và hai cái này từ từ tôi sẽ cân với nhau các bạn, cho nó trùng lại một ngày thì nó cái này gọi là vừa phục hồi thôi, chứ chưa gọi là chu kỳ 1. Và những cây mai ăn Tết rồi sạc tàn nó ra vậy thì nó nằm trong chu kỳ 1 rồi các bạn. Và hai cái này, hai cái hình thức này tôi sẽ cân bằng trong vòng một tháng rưỡi thôi, thì tôi sẽ lấy hai cái này vào một cái nề nếp là cái định kỳ bón phân. Tôi sẽ chia sẻ các bạn thực tế trên cây mai của tôi. Thì hôm nay là cái phần này, và bây giờ thêm một cái phần phụ đề này. Cái phần mà tôi chỉ phòng bệnh thôi, đúng không các bạn? Phòng bệnh hơn là trị bệnh. Nhưng mà phòng là như thế nào thì tôi nói các bạn. Tôi làm sao là chủ yếu tôi chia sẻ. Hiện nay tôi đang xài cái này. Và cái rong rêu này, có những khi tôi quay những cây mai, các bạn nói tôi để rong, tôi là chỉ các bạn, tôi không đồng tình vấn đề cây mai mà như vậy, mà tại sao cây mai tôi vậy. Làm không kịp, sau khi Tết xong bây giờ bắt đầu tôi xử lý nè. Nếu các bạn có một hai cây, các bạn chà rửa đi ha, lấy cái bằng chải đánh răng cũng được, hay là những cái đồ mà mấy bà mà lau chén á, để rửa chén, các bạn chà cho sạch cái phần này, đúng không các bạn? Và kỳ sau thì các bạn sẽ không thấy những cái hình ảnh những cái mai gì nữa, do tôi làm không kịp, chứ tôi đại kỵ là cái thân cây vậy ha các bạn. Và sử dụng cái gì? Đây, thuốc trừ bệnh cây trồng cốc 85. Và bên đây thành phần nè, các bạn xem ha. Thì cái liều lượng thì các bạn xem nè, tưới ướt đều xung quanh gốc cho cây và bắt đầu có biểu hiện bệnh. Thì cái này, thằng cốc 85 này, nó trừ cái gì các bạn? Nấm hồng rất hay. Các bạn thấy, nếu các bạn có bệnh nấm hồng, mình chịu cực, mình chà rửa nó trước và mình đưa cái này vô là nó hết. Nó rất hay. Và tôi đã sử dụng rồi, do đó nên tôi mới chia sẻ cái gì các bạn thực tế trên cây trồng. Và tưới gốc, đối với những, đây nè, khi cây mai bắt đầu có biểu hiện bệnh là sao? Đối với những cái cây mai biểu hiện, nó bệnh ở đâu các bạn? Qua lá. Và có những bạn đã đưa trên cái lần bình luận tôi không có trả lời là gì, nó quá dài nội dung. Cái này bây giờ nó ra đọt, bắt đầu nó lại đen, nó đen cái đầu đọt này đi. Đây là cái một biểu hiện. Và cái biểu hiện thứ hai, có các bạn hỏi là tôi cũng chưa có trả lời là gì. Khi nó ra dài khoảng 1-2 tấc vậy thì bắt đầu nó lại đen, nó sụ xuống là gì. Đây, mình nhìn lá mình mới biết được cái biểu hiện cái cây mai nó bệnh hay không bệnh, đúng không các bạn? Do cây lá mà biết thôi. Thì mình trước hết là gì, tôi nói các bạn là mình đi ngược lại đi, tức là mình học lại là cái gì, trở về gần với tự nhiên đi. Gần với tự nhiên là sao? Nhất nước, mình xem lại cái lượng nước coi có tưới, có giữ cái độ ẩm đầy đủ hay không.
và mình phải truy nguyên lại cái nguồn gốc trước khi nó, khi mình sạc tàn thì cây mai này nó nằm ở dạng nào. Do đó nên rất khó chia sẻ, biết đâu cây mai này do các bạn lạm dụng một cái gì đó trong Tết, các bạn có thể là đưa thuốc cắt nước, đưa nước đá, sau Tết các bạn sạc tàn. Tôi nói thí dụ thôi nha. Thì sao các bạn? Cây mai này nó đã bị bệnh rồi, và sau khi các bạn sạc tàn thì nó sẽ ra những cái đọt non này, đúng không? Là do cái gì? Cái lực còn tồn tại trong mai mà ra, và cái bộ rễ nó đã bị tổn thương. Đây là những cái ví dụ thôi. Do đó nên bây giờ tôi chỉ phòng thôi, trị tôi dở tôi đã nói rồi. Cách tốt nhất là đừng đưa phân nữa. Là tại sao? Cây mai nó đã suy rồi, nó có biểu hiện này rồi, thì cây mai nó đã đâu còn vận chuyển cái, nó thở nữa. Tôi nói tóm tắt vậy đi, thì cái nguyên nhân là phát xuất từ bộ rễ hết, đúng không? Thì mình xem lại lượng nước xong rồi. Nếu cái trường hợp đó nữa, nếu các bạn càng đưa phân vô chừng nào thì cây mai đó nó lại không phục hồi chừng ấy. Và cách tốt nhất là gì? Tôi đã nói rồi, bây giờ mình lấy, đây là cái tôi đang xài, tôi để tôi phòng, tức là mình không có mình cũng phòng luôn. Cái này nó rất là đơn giản các bạn, nó có cái gói nhỏ vậy nè, nó có 9-9 ngàn gì một bịch á, 100 gram hay nhiêu đó, 200 gì đó, nó rất là tiện cho cây mai. Thì đây nè, các bạn có quyền tưới cái phần này vô, xịt toàn bộ trên thân hết. Và khi cây mai nó bệnh là nó đi từ đâu? Từ cái miệng trước, cái bộ rễ trước. Và những cây mai mình thường bị bệnh cái bộ rễ thì cái mầm bệnh này nó tấn công, tức là cái nấm hồng. Cây mai thường, cây mai yếu, cây mai bệnh thì nấm hồng tấn công. Các bạn đồng ý không? Chứ không phải nấm hồng trước là cây mai bệnh đâu các bạn. Thường những cây mai các bạn đã bị suy, các bạn xem cài kỹ đi đi. Nhất là các bạn nuôi ngoài nhà, các bạn thấy nè, khi cây mai các bạn bị suy thì toàn bộ cây các bạn nấm hồng hết. Do vậy tôi nói cây mai mà nó bị suy, bị bệnh thì do cái bộ, trước hết là do cái bộ rễ. Các bạn chỉnh cái lượng nước lại đi. Khi cái bộ rễ nó là không hoạt động ha, do các bạn đưa phân phạm phân hay là tưới thiếu nước hay là gì đó, thì cây mai các bạn nó có cái hiện tượng nó yếu đi, và cái mầm bệnh nó sẽ tấn công, nhất là cái nấm hồng đầu tiên, đúng không? Rồi, như vậy thì cái gì các bạn? Tôi chỉ phòng bệnh mà thôi. Và khi tôi làm cái cách này trên thực tế cây mai tôi thì 2 năm nay tôi thấy cây mai tôi ít bệnh, rất ít bệnh các bạn. Và sử dụng phương pháp đó, các bạn nói là tôi câu like ha, cái vụ rau dế, các bạn nói là làm như câu like, cái rau dế đâu có hay ho gì. Nhưng đối với tôi thì rất là tuyệt vời. Đối với bản thân tôi là người mới chơi mai, trong vòng 13 ngày 12 ngày mà nó cái đầu đọt nó lâm ra hết vậy thì khó mà vô cái lò bánh tét lắm các bạn. Khó lắm. Là gì? Nó vận chuyển rồi. Dù cây mai mạnh nó sẽ tỏ mạnh thêm, cây mai yếu nó sẽ yếu thêm. Thì cây mai này khó mà vô cái lò bánh tét theo cái cách làm dốt của tôi. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, các bạn rong lấy bằng chải chà đi các bạn ha. Dạ, tôi cũng làm, tôi làm, tức là làm sao chia sẻ vậy, và sao xong rồi lấy cốc tam lầm để vô cái bình 2 lít cũng được, mình xịt, xịt trên, xịt đế, và còn dư bao nhiêu mình tưới đây. Không phạm cái đó là cái gì? Đồng, nó là cái chất đồng, nó diệt khuẩn và những cái mầm nấm bệnh, thì đó là mình phòng trị. Da cây đã bệnh rồi thì mình đưa đồng vô rồi, và đem những cái cây bệnh thì mình chờ các bạn ơi, thời gian 5-3 ngày gì đó xem coi nó phát triển là như thế nào. Và cái đó là cái cách của tôi thôi, đơn giản, tức là trở về với gần với tự nhiên, đừng đưa cái loại phân thuốc nào được hết, nhiều hết. Cây mai bệnh mà nếu nó ăn thì nó, tôi nghĩ là nó không ăn. Và một lần nữa đó là cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và gì các bạn? Một lần nữa tôi nói các bạn, không phải cái này là hay, mà cái này là cái người chơi mai, mới chơi mai đồng tình liền, dở. Cái thật sự mà tôi nói,
chứ người ta giỏi người ta cắt cái chỗ này nè, à, nó ra cái mầm rất là đẹp, mình làm xấu nhưng cũng gì an toàn. Và những cái thành phần này tôi đã chia sẻ clip trước rồi, chọn lọc lại cái thời gian những cái đọt non mầm non ra sau 45 ngày các bạn xem lại cái clip đó, thì tôi cũng sử dụng cách này thì hiện nay nó trở thành cây vậy. À, thì các bạn mới chơi mai ha, nếu thấy phù hợp thì đăng ký. Tôi và các bạn cùng đồng hành với những cây mai này suốt năm nay luôn. Hư cũng chia sẻ mà nó hoàn thành cũng chia sẻ. Nếu các bạn làm y như tôi thì các bạn sẽ được như tôi. Và một câu kết là để mình kết thúc cái gì, cây mai của tôi hư thì các bạn hư. Và tôi bổ sung vậy nè, đối với cái cách làm này tôi chỉ lấy 50%, nếu các bạn đồng ý chỉ 50% cái bông tết mà thôi. Nếu nó hên thì được 60-70, nhưng tôi bảo đảm an toàn cái mức độ là 50%. Tại vì mình chơi mai nhà nó không cần đòi hỏi phải đưa ra thị trường các bạn ha. Thì đó là cái cách chia sẻ của tôi và thực tế trên những cái gì mà tôi làm thì tôi chia sẻ qua. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở điểm sau.